Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Kinh Nước Đen của nhà văn Nguyễn Thụy Long, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 13, chương 20. Đứa bé khóc ngằn ngặt, nó uống cong người trên tay bà nội. Bà Sáu họ dỗ suốt từ tối đến giờ mà nó cũng không nín. Nhưng bà kiên nhẫn, không nỡ pháp vào mông đứa bé. Bà xốc nó lên, ép đầu nó ngã vào chiếc vai còm của bà, vuốt ve, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nó. Đừng khóc nữa con, má sắp về kia. Hình như đứa bé gào thét mãi cũng mệt, nó nằm trên vai bà nhưng vẫn tì tỉ khóc. Bà Sáu họ đu đưa thân mình hy vọng đứa bé sẽ ngủ một giấc. Bà nói nhỏ, tội nghiệp cháu tôi, mày đói đây mà. Bà Sáu họ nhìn con Kinh bắt đầu sẫm màu. Bà nghe đâu đó có tiếng mũi reo, tiếng nói chuyện bên hàng xóm, tiếng đũa bát va chạm nhau. Trời đã tối, người ta đang ăn cơm chiều. Bà Sáu họ quay qua nhìn vào nhà mình. Căn nhà tối om om. Bà muốn thắp ngọn đèn nhưng không thể rời được đứa cháu. Nó sẽ khóc ré lên khi bà đặt nó xuống giường để làm một việc gì. Cơm nước bà cũng chưa nấu được. Bà Sáu họ nóng ruột, không hiểu tại sao tới giờ này mà con vợ thằng Tư Tuyển chưa về. Chắc nó kẹt đường kẹt xá đâu đó vì vụ biểu tình. Bất giác bà Sáu họ thở dài. Biểu tình hoài, làm ăn gì nổi. Hồi trưa con vợ thằng Tuyển có nói thức ăn, thức uống bắt đầu lên giá. Và nó thở dài thường thường. Nó than phiền vì tiền lương của chồng gửi về không đủ xài. Nó nói, má à, nếu ảnh làm xong giá thú và khai sinh cho con, anh sẽ lãnh thêm phụ cấp gia đình thì có thể dư giả được đó má. Bà Sáu họ gắt lên, sao mày không biên thư hối nó làm lẹ lẹ lên. Vợ Tư Tuyển cãi lại, má tưởng gì làm dễ lắm sao, ít gì mình cũng phải bỏ ra 2-3 ngàn, gọi là tiền chè nước, chứ bộ người ta làm khơi khơi cho mình sao. Vợ Tư Tuyển chép miệng, tội nghiệp, ảnh đi lính cực nhọc mà lãnh được đồng tiền lương nào cũng giữ bo để gửi về. Nhiều khi ảnh đưa tiền cho con lại đưa cho ảnh mấy trăm cà phê cà pháo. Vợ Tư Tuyển nói bằng giọng xót xa, khiến bà Sáu họ cũng cảm động. Bà mừng cho con trai đã lấy được một con vợ đàng hoàng, biết lo cho gia đình nhà chồng đến nơi đến chốn. Bây giờ thì bà Sáu họ chỉ còn biết hy vọng vào vợ chồng thằng Tuyển. Những đứa con của bà mất tích dần vì nhiều lý do khác nhau. Con út bỏ nhà đi biệt tích. Mới đây bà nghe nói nó khá lắm. Bà không dám hy vọng nó sẽ về giúp đỡ bà. Bà cho rằng nó giận mẹ, quyết chí đi lấy chồng giàu. Bà Sáu họ khóc lóc chán rồi nghĩ rằng thôi cũng mừng cho nó. Lâu dần bà cũng quên đi. Thỉnh thoảng nhớ tới con, bà nói với dâu, chắc con út bây giờ khá lắm. Người con dâu lặng yên, nàng quá hiểu chuyện đời. Nàng cho rằng khi người ta giàu có, người ta dễ quên kẻ ruột thịt. Nàng không biết mặt cô em chồng, nhưng nàng từng nghe lối xóm tán tụng con út đẹp lắm. Với sắc đẹp sẵn có, người con gái dễ nhảy lên bà nọ bà kia lắm. Út là đứa con gái nhà nghèo, nếu lấy chồng giàu chắc chắn nó sẽ giấu chồng về hoàn cảnh gia đình mình. Và đó là lý do nó không buồn bước chân về thăm mẹ. Bà Sáu họ cũng chung ý nghĩ như con dâu, nên bà không nuôi hy vọng nữa. Còn thằng Ba Choát, bà không hiểu tại sao vợ chồng bà lại đặt tên cho nó là Ba Choát. Cái tên thật xứng với người. Gần 30 tuổi đầu mà cứ lông bông lang bang, chỉ chuyên đi lường gạt, ăn trộm ăn cắp, vào tù ra khám. Thỉnh thoảng nó tạt qua về nhà rồi lại đi biển biệt. Trong những ngày gần đây nó nói nó ở chùa mấy ông sư thương nó lắm. Bà Sáu họ chỉ biết có thế. Đám con bà Sáu họ lớn lên như một đám cỏ quang. Bà mệt mỏi quá, không còn hơi sức đâu để ý đến đời sống của các con. Trời sinh trời dưỡng. Chợt bà Sáu họ nghe tiếng chân lội bì bõm ở vũng lội dẫn vào nhà bà. Đoán là con dâu đã về, nhưng bà không lên tiếng hỏi. Cô con dâu lên tiếng trước. Má à. Đứa bé chợt nghe tiếng mẹ khóc ré lên. Bà Sáu họ quay vào. Này Tư, mày cho con bú đi. Chị Tư Tuyển đặt cái thúng xuống sàn nhà, chạy lại đỡ con. Nàng nói, má đốt giùm cái đèn. Ngọn đèn dầu được thắp sáng,
xua đuổi bóng tối trong căn nhà nghèo nàn. Chị Tư Tuyển ngồi xuống chiếc võng, vạch vú ra cho con bú. Đứa bé chớp lấy vú mẹ, bú lấy bú để. Chị Tư Tuyển đu đưa chiếc võng, gió từ dưới con kinh thoảng lên, mang theo mùi bùn tanh nồng. Chị Tư Tuyển quá mệt nhọc, chị muốn ngủ thiếp đi, nhưng những con muỗi đói vo ve trong căn nhà hẹp không để cho chị yên. Chị vừa đuổi muỗi cho mình, vừa đuổi muỗi cho con. Chị vuốt ve đứa bé. Tội nghiệp con trai má, con đói lắm phải không? Chị Tư Tuyển chợt nhớ đến chồng. Từ khi nàng về đây ở với mẹ chồng, nàng yên phận. Hàng ngày nàng chạy hàng giặt, lấy tiền thêm thắt vào số tiền lương chồng gửi về quá eo hẹp. Bà sau họ lúi húi nhóm bếp, ngọn lửa bùng lên. Ánh lửa hắt lên mặt bà ánh sáng yếu ớt, làm những vết nhăn trên mặt bà sâu hơn. Bà nhìn đăm đăm vào ngọn lửa. Bà đã quá quen thuộc với khung cảnh này. Từ khi có thêm con dâu và đứa cháu nội, bà đỡ cô đơn. Bà tưởng tượng đến đứa con trai của mình, không biết bây giờ nó ở chân trời góc biển nào. Bỗng bà lên tiếng hỏi con dâu. Từ, mày có nhận được thư của chồng mày không? Một tháng nay không nhận được thư ảnh má à? À, hình như tiểu đoàn ảnh về Sài Gòn rồi má. Bà sáu họ hỏi dồn. Vậy hả? Sao mày biết? Con đoán chừng vậy thôi. Con thấy lính bị động quân về đông lắm, về đàn áp biểu tình mà. Chị Tư Tuyển ngừng một lát, nói tiếp. Hồi chiều con có thấy mà tới gần không được, lính gác quá trời. Lúc đó lũ đạn cai ném dung dãi, cũng chẳng ai muốn tới làm chi. Bà sáu họ chợt hỏi. Ở ngoài Sài Gòn loạn vậy sao? Chị Tư Tuyển thở dài. Hết buôn hết bán má à, không chừng mai mốt còn đình công bãi thị. Vậy là làm sao mày? Chợ không hợp nữa. Mấy hôm nay vật giá lên dùng dục, buôn bán khó quá. Con phải mua ít khô cá để trữ, ngộ lỡ ngày mai phải mua thêm ít gạo nữa. Bà sáu họ hài lòng vì con dâu biết lo xa. Mày lo vậy cũng phải. Chợt nhớ đến câu chuyện còn bỏ dở, bà sáu họ hỏi con dâu. Thằng chồng mày về nó ở đâu? Ai biết được, chắc tiểu đoàn ảnh về hậu cứ. Bà sáu họ chép miệng. Tội nghiệp, nó cực nhọc. Nó về Sài Gòn thì trước sau gì cũng sẽ về thăm nhà. Bà sáu họ hy vọng hơn. Ủa, có thể nó mang tiền về, tao sẽ bồng thằng cu ra chợ mua cho nó bộ quần áo mới, một đôi dép da. Bà sáu họ say sưa với dự tính của mình. Như chợt nhớ ra bà nói. Mua cho nó cái chai bú sữa bò nữa, cứ phải pha sữa vào ly đổ cho nó ra ngoài hết trơn à. Bà giơ bàn tay xương sẩu của mình lên. Hồi này tay tao rung quá trời à, tao đổ sữa cho nó không được. Mua một ly sữa lặt nhách ngoài quán về thì tao đổ mất ra ngoài hơn phân nữa. Nó đói nó khóc hoài. Ngỡ con dâu chưa đồng ý với mình, bà hỏi. Tao nói vậy phải không mày? Mày mua ít hộp sữa để ở nhà tao pha cho nó. Đứa bé bú nò nề, rời vú mẹ, ngoẹo đầu sang một bên, ngủ say sưa. Chị Tư Tuyển xốc con lên, đi nhẹ ra giường đặt con xuống, buông mùng quạt mũi. Chị nói. Sữa đâu có dễ mua hả má? Họ bán chợ đen đến 30 đồng một hộp, khó khăn lắm má ơi. Bà sáu họ lắc đầu. Thiệt không thời đại nào lại như hồi này, cái gì cũng chợ đen chợ đỏ. Chị Tư Tuyển đến bên mẹ chồng, coi nồi cơm rồi lại đứng dậy. Má coi cơm, con ra dọn chén đũa. Nàng lấy trên giỏ xuống một miếng khô cá. Má nướng miếng khô này ăn thử coi có được không? Mùi cá nướng thơm làm bà sáu họ nuốt nước miếng. Bà hối hả gấp miếng cá ra khỏi bếp lửa, để vào lòng bàn tay thổi phù phù. Cô con dâu lấy lại mang ra ngoài đầu nhà, kê miếng khô lên cục đá, lấy búa đập chan chát. Nàng xé nhỏ miếng cá bày lên đĩa. Bà mẹ chồng không thể nhịn được nữa, bà lên tiếng. Mày đưa tao một miếng ăn thử coi. Cô con dâu bưng luôn đĩa cá đến bên mẹ. Bà lấy một miếng cho vào miệng nhai nhóp nhép. Bà hít nước ngọt. Ngon lắm. Cá này là cá chi vậy Tư? Cá sông má à? Ừ, tao cũng đoán chừng vậy. Chị Tư Tuyển chợt nghe thấy tiếng chân của ai đi ngoài hẻm, đang hướng về phía nhà mình. Chị nói với mẹ chồng. Có ai vô nhà má? Bà sáu họ ngừng nhai, bà nói nhỏ. Hay là chồng mày về? Chị Tư Tuyển im lặng nghe ngóng.
Tiếng bước chân đã ngừng lại trước nhà. Một người đàn ông bước vào. Bà Choát. Hai người đàn bà không nói gì. Bà Choát lên tiếng: "Có cơm cho tôi ăn không?" Chị Tư Tuyển lẳng lặng dọn cơm ra chiếc đi văn, bê cái đèn dầu đặt lên bàn gần đó. Bà Choát xà vào liền, bốc khô nướng nhai ngon lành. "Lâu nay ở chùa ăn chay hoài, ngán quá." Hắn tự ý đơm cơm đầy một chén, húp canh bằng cái muỗng sùm sụp. Đến lúc này bà Sáu Họ mới lên tiếng: "Mày đi đâu cả tháng bây giờ mới giác mặt về ăn uống? Nhà tao đâu có chứa cái hạng người như mày, không chịu làm ăn gì hết trơn." Bà Choát hứ một tiếng: "Hừ, tôi ăn tôi trả tiền chứ bộ, tôi có ăn không của má đâu." "Mày trả tiền hồi nào?" "Hôm trước tôi đưa cho má 300 bạc, tôi ăn có 2 chén cơm. Bây giờ tôi mới về, má đã kiếm chuyện rồi." Bà Sáu Họ đơm cơm đưa cho con dâu: "Mày ăn đi, để lấy sữa cho con bú." Bà cũng đơm một chén cho mình. Hai người chưa ăn hết một chén cơm, bà Chót đã vác nồi quèn quẹt: "Sao nấu ít cơm vậy?" Chị Tư Tuyển nhỏ nhẹ nói: "Tôi đâu có biết chú về. Từ lần sau chị cứ nấu thêm ra một chút." Bà Sáu Họ nói ngang: "Không thừa cơm cho mày." Bà Chót hứ một tiếng buông chén đứng dậy: "Má tưởng tôi cần ăn cơm ở cái nhà này lắm hả? Chẳng qua tôi nghĩ đến tình gia đình nên về đó thôi. Tao không cần cái mặt mày." Bà Choát móc trong túi ra một nắm tiền: "Tôi thiếu gì tiền, về tính cho má một vài trăm chơi. Vậy mà má tiếc mấy chén cơm, má chửi bới tôi. Vậy thì thôi, tôi không thèm cho má xu nào nữa." Bà Sáu Họ nhìn nắm tiền, bà đoán chừng cũng đến 5-7 ngàn bạc chứ cũng không ít. Bà không biết nó lấy tiền ở đâu, nhưng chắc chắn không phải đồng tiền lương thiện. Dầu biết vậy, nhìn số tiền quá nhiều, bà Sáu Họ không thể dằn lòng ham muốn. Bà lên tiếng hỏi: "Tiền ở đâu mà nhiều quá vậy?" Bà Chót đút tiền vào túi, vênh mặt lên: "Má hỏi chi vậy? Tao đoán chừng mày lại ăn cắp ăn trộm ở đâu." Bà Chót lườm mẹ nói dỗi: "Má muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng đồng tiền nào cũng thơm hết trơn hả? Má khi rẻ tôi thì từ nay má đừng coi tôi là ai." Hắn nhìn thẳng vào mặt mẹ: "Nói cho má biết, tôi trúng áp phe. Người ta tín nhiệm tôi, giao tôi một công tác quan trọng. Rồi má coi." Bà Choát nói mà mặt cứ vênh váo lên. Hắn vỗ ngực: "Ở nhà má khinh rẻ tôi, coi tôi không có ký lô nào, chứ các thầy coi tôi là đạo hữu." Hắn nhún vai: "Thôi, nói với má làm gì, má đâu hiểu nổi. Tôi đi đây." Dứt lời hắn quay ra cửa. Bà Sáu Họ kêu hắn không trở lại. Mâm cơm sạch bách, bà Sáu Họ và con dâu đặt chén xuống: "Mày biết nó làm cái quỷ cái quái gì không Tư?" "Ai mà biết được. À, có lẽ ảnh đi theo mấy người biểu tình." "Biểu tình mà có tiền sao?" "Má không thấy hồi năm ngoái ảnh có tiền à, cũng biểu tình đó." Bà Sáu Họ gật gù: "Ừ, mày nói có lý." Bà Chót đi ra khỏi nhà với sự bực bội. Hắn cằn nhằn: "Mẹ, khi rẻ thằng này đít cần, rồi sẽ biết tay thằng này." Bọn đàn em Ba Chót đã chờ hắn ở quán cà phê, thằng nào cũng có vẻ nôn nóng. Thấy Ba Chót ra, mặt buồn rười rượi, chúng nó hỏi: "Có chuyện gì đó anh Ba?" Ba Chót ngồi xuống ghế với bao thuốc lá Pall Mall để trên bàn. Hắn gắn một điếu thuốc trên môi. Một thằng đàn em tự động bật quẹt. Ba Chót hơ đầu điếu thuốc vào ngọn lửa, nhả một nạm khói: "Chuyện gia đình tao, chúng mày hỏi làm chi?" Ba Chót nhìn khắp lượt đàn em: "Không thiếu thằng nào phải không?" "Dạ, tới lĩnh tiền mà thiếu sao được đại ca?" Bà Choát nhìn thẳng vào mặt tên vừa nói. "Chưa đâu." Bọn đàn em sững người: "Sao lại chưa? Anh là đầu nấu của tụi này, anh lãnh hết rồi mà." Bà Choát chỉ vào ngực mình: "Đúng, người ta tín nhiệm tao, người ta giao tiền cho tao. Nhưng nếu chúng mày không làm đủ bổn phận, chúng mày lãnh tiền rồi chạy làng, tao sẽ nói sao với người ta." Một thằng mặt mũi bướng bỉnh: "Như vậy anh không tin tụi tôi?" Bà Chót đập mạnh tay một cái cụp xuống bàn: "Sức mấy tao tin tụi bay. Không tin thì làm ăn sao được?" Bà Chót gật gù: "Có tiền thì thiếu gì thằng chịu làm. Điều kiện của tao cũng biết điều lắm, tao giang hồ lâu quá rồi mà." Không chờ cho bọn đàn em dặn hỏi, bà Chót nói ngay vào đề: "Tao đặt cọc tụi bay 1/3 tiền trước. Sống mà về được thì lãnh nốt. Rất đẹp phải không tụi bay?" Bọn đàn em yên lặng. Một lát mới có thằng Linh tiếng: "Một nửa tiền trước." "1/3."
Bọn quái nhìn nhau dò hỏi. Chúng nó gật đầu. Đồng ý. Bà chót nhếch mép cười. Hắn nhẩm đếm lại từng đầu người. Chẳng chòi sáu mạng. Bà chót móc tiền trong túi ra. Hắn thè lưỡi nhấm nước bọt vào ngón tay. Hắn đếm những tờ giấy trăm nghe sột soạt. Những đôi mắt của bọn quái đàn em sáng lên, hao háo nhìn vào sắp tiền trong tay bà chót. Đếm tiền xong, hắn lại nhếch mép cười. Hắn nhìn vào mặt từng thằng, xỉa ra từng 201. Mỗi đứa cầm tạm 2 bò. Bọn đàn em giật lấy tiền trên tay bà chót. 2 bò mà làm quái gì được. Xong công tác 10 giờ sáng mai tới chỗ hẹn lấy nốt. Biết có sống mà về lấy tiền không? Bà chót đứng dậy. Nếu không về được là tải bởi số mạng. Nhưng tao tin rằng trời đánh không chết tụi bay. Bọn quái nhóc tì cười khoái trá. Bà chót chỉ vào ngực mình. Chính tao sẽ chỉ huy tụi bay. Tao làm luôn tụi bay coi. Không có gì nguy hiểm hết. Nếu tụi bay ngán thì đưa tiền lại đây. Một thằng vỗ ngực. Thằng này chưa hề biết ngán cái gì hết. Nói là làm. Bà chót tin tưởng. Xong rồi. Mình đã từng làm ăn với nhau nhiều lần. Lần này nữa. Bà chót bỏ lửng câu nói. Hắn đưa tay ra một cách hết sức đàn anh cho bọn quái bắt tay mình. Sáng mai đúng 6 giờ gặp nhau. Ăn sáng xong thì mình đi. Chúng bay cái yên trí đã sắp đặt đâu giờ đó rồi. Nhìn bọn đàn em tản mát đi. Tự nhiên bà chót thấy buồn. Hắn nhớ lại dĩ vãng mình hồi mấy năm về trước. Hắn cũng như bọn quái này, cũng cầm những đồng tiền chia của một tên đàn anh nào đó để làm bất cứ chuyện gì. Bao nhiêu lần vào sinh ra tử, bây giờ hắn đã già kinh nghiệm. Bà chót biết bọn đàn em kia đêm nay sẽ không ngủ được. Chúng sẽ đi tìm gái, tìm những điếu thuốc cần sa để cười, để quên niềm lo lắng, để thấy đời không còn nghĩa lý gì, như bà chót đã làm cách đây mấy năm. Tự nhiên bà chót thấy lo lắng vu vơ. Cái tâm trạng hồi mấy năm về trước trở lại với hắn. Hắn bực mình đá một chiếc lon không ở vệ đường lăn lông lóc. Lắng nghe âm thanh đó rồi mỉm cười. Tại sao mình không tìm một con mái đêm nay? Một con mái cho đời đỡ sầu. Bà chót thọc tay vào túi, sắp giấy trăm dày cộm còn nguyên trong đó. Bà chót ngồi dậy. Hắn nhận ra ả làng chơi nằm tên hên bên cạnh. Hắn nhìn ả mà thấy chán mứa. Hắn không còn thiết gì nữa. Vậy mà một sắp một đêm. Bây giờ trời đã sáng rõ. Lớp son phấn trên mặt ả đêm qua đã trôi hết. Da ả tái ngắt như một cái xác không còn sinh khí. Bà choát thấy người mệt mỏi một cách lạ thường. Mệt mỏi đến độ không còn muốn cử động chân tay. Đầu hắn rỗng tuếch. Bà choát che tay lên miệng ngáp. Cô ả giang hồ ngủ mê mệt. Bà choát bực mình giơ tay phát đến đét vào mông ả một phát. Làm ả giật bắn người. Ả mở bừng mắt ra, đôi mắt ngái ngủ đỏ ngầu. Ả bỗng nhãn miệng cười. Để người ta ngủ nào, phá hoài. Vậy trả tiền nè. Ả giang hồ nằm xuống, giấu mặt vào gối. Ra đưa tiền cho chị Bảy được rồi. Bà chót ngao ngán bò xuống khỏi giường. Hắn không muốn nhìn vào cái mặt phèn phẹt của ả nữa. Người hắn mệt mỏi lạ kỳ. Hắn giận xương sống kêu răng rắc. Làm vài cử động thể thao để cho người đỡ mỏi. Gã trở ra nhà ngoài trả tiền rồi chuồn thẳng. Lòng gã tiếc 1000 bạc hùi hụi. Gã đi đến nơi hẹn, bọn quái nhóc tì đã đến đủ mặt. Nhìn thấy bà chót, bọn chúng hỏi. Đêm qua đại ca Du Hí ở đâu? Bà chót kéo ghế ngồi. Mẹ, ngủ với điếm. Tao hết mẹ nó xíu quách rồi. Bà chót kêu một ly soda, 2 hộp gà, kêu thêm ly cà phê nữa. Hắn cằn nhằn hoài về vụ ngủ với điếm. Bọn quái nhóc hỏi. Mấy giờ bắt đầu hả đại ca? Chờ chút xíu, để chợ đông mình mới dễ hành động. Giả lại để cho tao thở đã. Bọn quái lỗi tì ăn uống ào ào. Chúng bàn tán đến kế hoạch sắp thực hiện. Một lát sau có kẻ làm mặt sách đến một cái giỏ trao cho bà chót. Hắn trao xong rồi đi ngay. Bà chót mở ra xem. Hắn đưa luồn dưới gầm bàn cho mỗi tên một cây pháo đại. Thằng thì chai dầu hôi. Như những lần trước nha tụi bay. Xong rồi, em thông thạo mà đại ca. 10 giờ đúng tao gặp tụi bay tại đây. Đại ca không đi sao? Có chứ, tao phải làm gương cho tụi bay. Hay lắm, nhưng cố chạy cho thoát về trả tiền tụi này. Tụi bay yên trí. Chưa chắc chợ hôm nay đã dám họp. Chợ Viên Chuối teo rồi. Còn chợ Thái Bình thôi. Bọn nhóc tì lại nói. Chiều hôm qua có một thằng đi xe gắn máy qua. Bọn này túm lại đánh một trận mê tơi. Nó có sao không?
ngất ngư thôi. Mày có ăn giả gì không? Thằng quái lỗi rút túi ra một cái đồng hồ đeo tay. Bọn kia chúi đầu vào xem. Vậy mà cũng lấy. Tưởng thứ roulette lông jean, cái này mài chỉ được cao lắm là 5 choạc. Thằng quái có chiếc đồng hồ ngẩn ngơ. Bộ thứ này thường lắm sao? Thằng bét, dứt mẹ nó đi. Thằng quái đeo vào tay mình. Dứt sao được, tao đeo để coi giờ. Mày biết chữ không? Thằng quái lỗi nổi hung. Đết cần biết chữ, tao mang để lấy le với gái. Bọn quái cười phá lên. Mẹ nó, thằng nhỏ chưa mở mắt mà đòi le gái. Bọn quái đang đấu láo thì chợt ba chiếc xích lô máy dừng lại trước quán. Bà chót trả tiền ăn uống cho cả bọn. Thôi đi tụi bay, xe đến rồi kìa. Chúng nó ào ào đứng dậy giành nhau lên xe. Bà chót lên sau cùng. Chiếc xe hắn dẫn đầu. Hắn ngoái cổ lại nói với người tài xế xích lô. Lát đến đón tụi này nha. Các anh đứng ở đầu đường Bùi Viện. Chiếc xe dẫn đầu thận trọng tránh những con đường có nhiều cảnh sát gác. Một chiếc xe hơi của Mỹ bị đốt chiều hôm qua còn nằm chỏng trơ ở giữa đường. Một thân cây bị đốn, nằm ngang đường, ngăn cách dùng của nhà chùa và cảnh sát. Ở góc đường Phan Đình Phùng và Cao Thắng, một chiếc xe Jeep của cảnh sát vẫn đứng trông chừng từ đêm hôm qua. Ba chiếc xích lô máy đã vượt qua được khúc đường hiểm nghèo. Bà choát thở phào, hắn không ngờ lại qua mặt cảnh sát một cách dễ dàng như vậy. Tới trước rạp Khải Hoàn, cả bọn xuống xe. Đã bày kỹ kế hoạch nên bọn ba choát tự động tản ra. Ai làm phận sự nấy. Chúng nó lần vào phía trong chợ Thái Bình một cách dễ dàng. Trong túi quần ba chót thủ sẵn chai dầu hôi. Hắn đi thẳng vào khu hàng thịt. Sau lưng ba chót, hai thằng quái lỗi miệng ngậm thuốc lá phì phèo. Trong túi đứa nào cũng có một cây pháo cối. Ba chót tới trước một cửa hàng thịt. Hắn nhìn thẳng vào mặt người đàn bà. Người đàn bà biến sắc. Chị ngoan cố, chị theo phe độc tài quân phiệt. Người đàn bà nhìn trước nhìn sau. Bà ta ở trong thế kẹt nên đối đáp yếu ớt. Tôi không ở phe nào hết á, tôi buôn bán. Đã có lệnh không buôn bán nữa. Bà hành thịt càng thêm hốt hoảng. Tất cả mọi người ở đây đều dọn hàng, đâu có phải mình tôi. Bỗng một người đàn bà đến trước quầy hàng. Bà hành thịt như vớ được cứu tinh. Mời bà mua hàng giùm em. Bà chót mặt hầm hầm quay lại. Hôm nay đình công bãi thị, không mua bán gì hết. Người đàn bà toan mua hàng nhìn sững bà chót. Chị ta còn thấy hai thằng nữa tiến lại nên hốt hoảng rảo bước đi. Bà chó cười gằn nói với chị hằng thịt. Chị thấy chưa, tôi báo trước cho chị biết, tôi bắt chị phải dẹp hàng ngay. Bà chủ hằng thịt nhìn thất thịt còn ê hề. Tội nghiệp tôi mà, còn bao nhiêu thịt. Giọng bà chót đanh lại. Không cần biết, đổ đi. Bị va chạm quyền lợi, chị đàn bà không còn biết ngán. Các người lấy quyền gì mà bắt người ta dẹp hàng? Bà chót trợn mắt. Quyền gì hả? Tôi sẽ đổ thịt đi giùm chị. Dứt lời bà chót dốc luôn chai dầu hôi lên phản thịt. Bớ người ta. Nhanh như cắt, hai thằng quái lỗi châm hai quả pháo đùng vào đầu điếu thuốc lá. Bà chót khô. Chạy tụi bay ơi. Hai tiếng pháo nổ vang làm khắp chợ nhốn nháo. Liên tiếp hàng chục quả pháo nữa nổ ở trong chợ. Tiếng la ói vang dội. Lũ đạn, lũ đạn. Bọn bà chót chạy thục mạng, đạp đổ lung tung hàng quá. Bỗng có tiếng la. Bớ người ta, bắt lấy nó. Bà chót xô dạt người để chạy. Hắn thở hồng hộc. Bỗng một cây đòn gánh từ con đường ngang phang ra, trúng ngay vai hắn. Bà chót la lên. Ôi, chết tôi rồi. Người đuổi theo mỗi lúc một đông. Bà chót nhịn đau. Hắn cùng đường rồi. Hắn chạy bừa bãi, thêm một cái ghế nữa vào lưng. Nhưng hắn đã chạy được ra cửa chợ, miệng khô rang. Phía đằng sau tiếng la vang. Đánh chết nó đi, thằng đó. Bà chót thở hồng hộc chệnh choạng. Một cái ngáng chân, hắn ngã sấp mặt xuống vỉa hè. Đòn gánh, guốc, ghế phàn như mưa bất lên người hắn. Hắn co rúm người lại và mê đi. Chương 21. Út ngồi ngửa người trên chiếc ghế bành. Bàn chân đặt trên đùi một chị đàn bà ngồi dưới đất. Chị ta cắm cúi mài dũa những móng chân đều như san hô của nàng. Chị ngừng tay thận trọng ngắm nghía, rồi tẩm acetone vào một miếng bông còn lau chùi cẩn thận. Thưa bà giám đốc, bà tính sơn móng chân màu gì? Tùy chị thấy màu gì đẹp. Dạ thưa bà, người sang trọng như bà nên dùng màu nhã nhặn quý phái, phơn phớt hồng thôi. Để bình vực cho lập luận của mình, chị sửa móng chân nói thêm. Bà đại tá Thuận cũng xài màu đó.
Út nói bâng quơ. Hôm vừa rồi tôi thấy bà thiếu tướng sơn màu đẹp lắm. Màu hồng bạc phải không thưa ba? Hình như vậy. Chị sửa móng chân dè biểu. Nói xin lỗi bà, bà cứ cho phép em nói thiệt. Ừ, chị cứ nói. Bà thiếu tướng là người không biết ăn mặc. Bà có trát vàng mặc vào người cũng vậy thôi. Người sang trọng như bà giám đốc đây á, chỉ cần ăn mặc thật đơn sơ nhã nhặn là đủ nổi bật trong đám đông. Em xin hứa danh dự, em sẽ làm cố vấn sắc đẹp cho bà giám đốc, dù bà không trả lương cho em. Được hầu hạ một người sắc nước hương trời như bà giám đốc, em lấy làm thỏa mãn lắm rồi. Chợt có tiếng mèo kêu meo meo ở cửa. Út mở choàng mắt. Lucky, Lucky, come here. Con mèo vàng lông xù kêu lên mấy tiếng nho nhỏ, nhảy tót lên lòng Út. Chị sửa móng chừng nịnh thêm một câu. Bà giám đốc có con mèo quý quá, nó biết nghe cả tiếng quê kỳ. Út nựng nịu con mèo, nàng đặt nó lên lòng. Sit down, Billy. Con mèo ngồi trên lòng nàng, rút đầu vào ngực nàng, nó gù gù. Út chợt nhăn mặt. Con lạnh hả? Má tắt máy lạnh nhé. Nàng dùng chân kia khều nhẹ vào người chị sửa móng chân. Chị ra mở cửa tắt máy lạnh giùm. Chị sửa móng chân trước khi đứng dậy, cẩn thận lót chiếc khăn bông trắng tinh dưới sàn để Út đặt chân lên. Chị ta ra tắt máy lạnh, mở tung mấy cánh cửa kính. Gió ngoài vườn thoang thoảng mát dịu. Út vuốt ve nựng nịu con mèo, nàng cù nhẹ vào bụng nó, làm con vật cong người lại gặm vào ngón tay nàng. Chợt nàng trợn mắt lên. Trời đất ơi, mày có bỏ chét sao? Nàng cằn nhằn. Thế này thì tệ quá. Chị sửa móng chân vội vàng đỡ lấy con mèo. Bà giám đốc để em bắt bỏ chét cho nó. Út tức giận, nàng giữ con mèo lại. Chị đi kêu con nhỏ người làm lên đây cho tôi. Chị sửa móng chân vội vàng chạy ra ngoài. Một lát sau, con bé người làm đi theo chị sửa móng chân vào phòng. Vừa thấy mặt con bé, Út nổi giận liền. Lại đây tao biểu. Lại đây. Con bé người làm đi tới, nàng dung tay tát bóp vào mặt nó. Khốn nạn, có mỗi việc săn sóc con mèo của tao à, mày làm cũng không xong. Con bé lãnh đụ một tát tay bỗng rác, nó lùi lại. Chị sửa móng chân vội chạy lại giữ lấy tay Út. Xin bà giám đốc đừng giận. Chị ta nhìn xuống móng tay Út. Bà giận đánh nó hư móng tay rồi, để em sửa lại. Út đảo để xa xả mắng con bé người làm. Mày chỉ có mỗi việc săn sóc con mèo cũng không xong. Tao đã biểu mày phải bắt hết bỏ chét cho nó. Khi nó ăn sữa xong, mày phải lấy bông gòn lau mồm cho nó, hiểu chưa? Dạ. Từ giờ đến tối tao còn thấy con bỏ chét nào ở người nó thì mày khó sống với tao. Dạ. Chị sửa móng tay góp lời. Mày bế con mèo đi, còn đứng đây làm chi, bà chủ đang giận. Con bé vội vàng ôm lấy con mèo biến ra cửa. Út vẫn chưa hả giận, nàng lầm bầm nói một thôi một hồi. Thiệt, người làm không đứa nào sướng như ở nhà này. Chúng nó có phải làm gì đâu, chơi suốt ngày mà vẫn làm biếng. Út lại nói về con mèo. Hôm nay là ngày sinh nhật con Lucky, tôi có mời một số người đến. Rồi tới người ta bồng bế nó, bỏ chét dính vào người ta thì thiệt đẹp mặt tôi. Chị biết những người đến mừng cho Lucky là hạng người nào không? Toàn ông to bà lớn. Tôi phải thay mặt chồng tôi tiếp đãi, vì ổng đi công tác xa. Chị sửa móng tay dạ, ngắt câu Út đều đều. Út xem lại móng chân móng tay mình, nàng hài lòng. Thôi được rồi đó chị. Út chỉ cái sắc tay để trên bàn. Chị mang cái sắc đến đây, tôi trả tiền cho. Chị sửa móng tay vội vàng mang cái sắc lại. Út mở sắc, lấy tờ giấy 200 đưa cho chị ta. Chị ta từ chối. Thưa bà giám đốc, được sửa sắc đẹp cho bà là hân hạnh cho em rồi. Em còn phải nhờ giả bà giám đốc nhiều. Út ngó chị sửa móng tay. Chị chê ít hả? Thôi đây, cầm lấy 500. Chị sửa móng tay đẩy tiền lại. Dạ không phải, thiệt tình em kính trọng bà giám đốc. Chị ta cười e ấp. Chả nói giấu gì bà giám đốc, em muốn nhờ giả bà giám đốc từ lâu mà chưa dám mở miệng đấy ạ. Chuyện gì vậy? Nếu bà giám đốc cho phép, em xin thưa. Chị cứ nói. Dạ, cảm ơn bà giám đốc có lòng tốt. Số là em có một người bà con nghèo khổ quá, muốn nhờ bà giám đốc giúp đỡ. Tôi làm gì được? Xin bà giám đốc bảo đảm cho, để xin ông giám đốc cho một sở làm. Út nói duỗi ra. Tôi biết sao mà bảo đảm. Ngộ lỡ họ là VC thì sao?
mà chức vụ của chồng tôi đâu có cho phép dùng nhân viên người Việt. Vệ sĩ của ảnh toàn là người Hoa Kỳ. Chị sửa móng tay năn nỉ. Em xin bà giám đốc mở lượng Hải Hà, em xin lấy tánh mạng bảo đảm cho tư cách của cha này. Út chợt hỏi: Đàn ông à? Dạ, con người thì khôn ngoan hiền lành, chỉ phải mỗi cái trời bắt có tật. Anh ta làm được cái gì? Bà giám đốc sai bất cứ cái gì ảnh cũng làm. Ảnh có biết nói tiếng Hoa Kỳ, biết lái xe hơi. Tôi có tài xế rồi. Chị sửa móng tay năn nỉ. Xin bà giám đốc thương xót giùm ảnh. Một vợ hai ba đứa con làm không đủ sống, người Việt với nhau. Chị sửa móng tay năn nỉ ỉ ôi. Út giơ tay che miệng ngáp. Tôi buồn ngủ quá, bây giờ tôi chưa thể nhận lời được. Tôi còn phải hỏi lại ý kiến chồng tôi. Mướn thêm một người đối với tôi không ăn nhầm gì, nhưng chồng tôi kỹ lắm, anh phải gửi đi an ninh điều tra. Chị sửa móng tay vội thưa. Em đã nói em xin lấy tính mạng bảo đảm tư cách cha này mà, người đàng hoàng lắm. Chị ta cười hì hì. Được bà giám đốc cho một hy vọng như vậy là em tin tưởng lắm rồi. Em xin về để bà giám đốc đi nghỉ. Chị ta quay ra. Út do viên tờ giấy 500 ném theo. Chị cầm lấy. Chị sửa móng tay cúi xuống nhặt tiền, rạp người xuống chào. Cảm ơn bà giám đốc. Còn lại mình Út trong phòng. Nàng đứng dậy đi vào phòng riêng. Buổi sáng thật tĩnh mịch. Khi nằm xuống giường, nàng lại không thấy buồn ngủ nữa. Chiếc hình của Nelson và nàng chụp chung để ở chiếc bàn đêm ngay đầu giường. Nelson hơn nàng đến gần 30 tuổi. Hắn say mê nàng đến điên cuồng. Út không biết chức vụ thật của chồng, nhưng có lẽ hắn làm lớn lắm. Một mình hắn được chính phủ cấp cho nguyên chiếc biệt thự rộng thênh thang này. Kẻ hầu người hạ nườm nượp. Từ ngày Út về sống với hắn ở đây, nàng thật sung sướng. Tiền bạc tiêu như nước. Ngày nào cũng có ông này bà kia đến xin xỏ điều này điều nọ. Từ khi có Út, họ xin xỏ trực tiếp với Út. Út lại nói với chồng, và nàng được đền ơn xứng đáng. Út không thể ngờ đời mình lại có giây phút này. Sự may mắn đến với nàng như chuyện thần thoại, chuyện cổ tích. Nelson nhiều lần ôm lấy chân nàng. Anh yêu em, thiếu em anh không thể sống được. Em đừng bỏ đi nữa. Anh đang làm thủ tục ly dị vợ anh bên Hoa Kỳ. Út đã bỏ đi một lần khi biết Nelson có vợ. Chẳng phải nàng yêu thương gì hắn ta, nàng sợ rắc rối rồi bị ở tù. Út thấy Nelson quá say mê nàng, nàng làm tình làm tội hắn. Nàng khóc lóc, bỏ ăn bỏ uống. Em không thể sống thế này được, anh lường gạt em. Anh có vợ rồi, em chỉ là gái qua đêm của anh. Không, em sẽ là vợ chính thức của anh. Anh bỏ vợ sao? Đúng, tháng sau anh sẽ về Hoa Kỳ ly dị. Anh chỉ đi một tuần thôi. Và Nelson đã đi. Hắn đi được 3 ngày rồi. Út nằm gối đầu trên cánh tay mình mỉm cười. Cửa kính đóng kín, máy điều hòa không khí chạy vừa đủ mát. Vẫn có những buổi sáng như buổi sáng nay. Nàng chợt nhớ đến dĩ vãng của mình. Con Út nghèo khó suốt ngày chạy rong, bán từng tấm vé số, xin thêm 1 đồng lẻ. Út nhớ đến chàng. Chàng bây giờ ở đâu? Người đàn ông đẹp trai đã sống với nàng 7 đêm, dạy nàng những câu tiếng Anh vỡ lòng. Buổi sáng ngày thứ 7, chàng đã âm thầm ra đi. Khi Út tỉnh dậy, nàng thấy bên cạnh mình để lại mấy ngàn bạc, một mảnh giấy nhỏ. Giúp em ít tiền, chúc em sung sướng. Mảnh giấy không ký tên. Suốt 7 ngày sống cạnh chàng, Út không biết tên thật của chàng. Hỏi chàng, chàng gạt đi. Quan trọng gì mà tên với tuổi? Biết đâu sau này em không có dịp trả ơn anh. Chàng mỉm cười, nhìn thẳng vào mặt nàng. Ghê nhỉ? Nhưng anh không nhận đâu. Em sẽ lấy Mỹ chứ gì. Biết đâu trả vớ được chú Mỹ Bảnh, nhiều kẻ sẽ quỳ dưới chân em xin ân huệ. Nhưng trong số người đó không có anh. Chàng dí tay vào mũi nàng, nói nửa đùa nửa thật. Anh vẫn coi em là một con đợi, một gái kiếm tiền. Út không giận chàng. Chàng vẫn có lối nói đớp chát đó. Nàng tự cho mình là kẻ hiểu chàng. Nàng cười và ngã mình vào trong vòng tay chàng. Sau đó Út lại đi lang thang mỗi đêm, với hy vọng gặp lại chàng ở một quán nào đó. Nhưng chàng bật vô âm tín. Út không bao giờ còn nghĩ mình sẽ trở lại một ổ điếm nào khác, mặc dầu có vài người dụ dỗ nàng. Gã xích lô quen thuộc đưa nàng hàng đêm một lần đề nghị: Cô bắt khứa lẻ như vậy không ăn cái giải gì, cô phải bắt một khứa nào cho có đông bạc. Út chán nản,
đồng bạc thượng số là năm sắp một đêm chứ mấy. Qua đêm nó quăng tiền cho mình rồi lại bỏ đi như những thằng khác. Tụi mẻo có tiếng là kẹo. Phải làm gái bao mới khá. Gã xích lô máy chở nàng đi đến gần giờ giới nghiêm. Tới đầu đường tự do, hắn thấy một người Mỹ cao lớn từ trên Queen Bee đi xuống. Gã xích lô vội ghé xe vào lề đường. Cô ngồi đây, tôi ra bắt thằng này cho. Trong khi gã xích lô chặn gã quê kỳ già lại thì Út xuống xe. Nàng lượn qua mặt hắn cười tình. Nàng đứng giữa gốc cây hút thuốc xà lem phì phèo. Gã Mi già đứng mặt cãi với gã xích lô một hồi. Gã xích lô chợt gọi rối rít. Cô lại đây. Út thủng thỉnh đi tới, mỉm cười đưa ra bắt tay gã Mỹ. Good night. Gã chào lại bằng tiếng Việt, giọng còn hơi cứng. Chào người đẹp Sài Gòn. Út bỗng cười giòn. Ông biết nói tiếng Việt à? Biết nhưng ít thôi. Hắn chỉ chiếc xe hơi quê kỳ bóng loáng ở đầu đường. Xe của tôi, mời người đẹp lên. Gã Mỹ già không quên dúi vào tay gã xích lô mấy trăm bạc. Út giơ tay vẫy khi lên xe. Mai gặp lại nghe bồ. Gã già Mỹ đưa Út về một biệt thự thật sang trọng. Gần sáng gã hỏi nàng. Em ở lại đây với tôi không? Bao lâu? Tùy em. Út hôn vào trắng hắn. Một tuần lễ. Nelson gật đầu. Nhưng qua một tuần lễ, Út không ra khỏi biệt thự đó. Nelson đã yêu nàng. Hắn không ngần ngại giới thiệu nàng là vợ với mọi người. Cuộc đời nàng bắt đầu sung sướng từ đó. Út thấy đói. Có lẽ trưa rồi. Nàng nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ. Út bấm chuông gọi bồi. Chị người làm chạy lên. Út hất hàm hỏi. Có cơm chưa? Dạ thưa cô, xong rồi. Em nghĩ là cô ngủ nên... Dọn cơm cho tôi ăn. Út quể quải đứng dậy. Chị người làm nói tiếp. Có cô giáo ngồi chờ cô ngoài nhà. Lâu chưa? Từ lúc 10 giờ. Út vội vàng ra khỏi phòng. Nàng lịch sự chào cô giáo. Xin lỗi cô nhé. Hôm nay người tôi hơi mệt nên vào phòng nằm nghỉ. Quên bẵng mất cô đến dạy học. Cô giáo khoảng 20 tuổi. Nàng hàng ngày đến dạy Út học Anh văn. Tính nết cô ta đầm thắm nên Út rất mến. Cô giáo còn là sinh viên. Cô ta nói với nàng. Tôi còn đi học, nhà nghèo nên phải kiếm tiền thêm. Út quý mến cô ta nên trả tiền lương hậu lại quà cáp luôn luôn. Nhưng cô ta rất ít khi nhận. Cô ta không như những kẻ đến nhà này. Út đề nghị với cô giáo. Hôm nay muộn rồi, cô giáo cho tôi nghỉ một buổi và mời cô giáo ở lại đây ăn cơm với tôi. Tối nay dự sinh nhật của Lucky. Cô giáo ngó Út thắc mắc. Lucky là ai đấy ạ? Út mỉm cười. Con mèo lông xù của tôi. Cô giáo bật cười. Ăn sinh nhật cả con mèo nữa sao? Con mèo Lucky kêu meo meo từ dưới nhà chạy lên, nhảy tót lên lòng Út. Nàng vuốt ve nó. Nó khôn như người ấy cô ạ. Tôi thương nó như con. Nó được một năm rồi. Cô giáo nhìn con mèo. Nàng thầm nghĩ sao họ có thể rỡm đến như vậy được. Nàng từ chối. Tối hôm nay tôi bận nhiều chuyện, rất tiếc không thể đến được. Vả lại tôi không hợp với không khí đông đảo. Út cố mời mọc. Có gì là đông đảo đâu. Tôi chỉ mời mấy người thân, mấy ông đồng lý giám đốc bên phía người mình thôi mà. Cô giáo tò mò hỏi. Người ta nhận lời chưa ạ? Họ nhận lời hết rồi. Ăn uống ở nhà ấy mà. Cô giáo muốn cười lớn nhưng không thể cười được. Nàng đứng dậy. Để hôm khác tôi sẽ đến dạy bà. Bây giờ xin phép bà tôi phải ra thư viện. Út tiễn cô giáo ra cửa. Nàng chợt giữ tay cô giáo lại. Cô cần mượn tiền trước không? Cảm ơn bà, cứ để cuối tháng tôi lấy một thẻ. Cô giáo ra khỏi nhà. Nàng tủm tỉm cười, nghĩ đến thái độ vừa rỡm vừa phú quý sinh lễ nghĩa của bà chủ mình. Nàng nghĩ đến người yêu của mình. Kể cho anh ấy nghe chuyện này chắc là cười bằng thích. Nghĩ đến chàng, nàng thấy mát cả lòng. Chàng thật là người hoàn toàn kiêu kỳ nhưng không phách lối. Bữa tiệc sinh nhật con Lucky được tổ chức vào buổi tối, thân mật nhưng không kém phần long trọng. Út vui vẻ ôm con mèo ra tận cửa đón khách. Nàng vui vẻ nhận những món quà tặng. Nàng vào nhà đặt con mèo trên một chiếc gối nhung ngay bên cạnh chỗ ngồi của mình. Bữa tiệc diễn ra trong không khí vui vẻ. Câu chuyện xoay chiều ra công việc buôn bán đổi chác đô la. Út hỏi một bà bạn. Chị cần đổi bao nhiêu? Bà ta hậm hĩnh. Chị có bao nhiêu tôi đổi hết.
Một bà khác nói xen vào. Ê, đâu có được, còn để tụi này chứ. Út cười thật tươi. Yên trí mà, tôi hết thì còn nhà tôi. Út lại nói về những vụ mua bán đồ Mỹ trong BX. Cứ tới nhà tôi rồi chở đi, bao nhiêu tủ lạnh, máy điều hòa không khí cũng có. Bà thiếu tá nói. Dễ mà, chỉ mua là khó chứ chở đi dễ ợt. Nhưng bà chị phải hạ giá hơn người ta thì mới có thể bao thầu được. Chị chở bằng xe TN hay gì? Xe nhà binh thiếu gì, nói cho chị biết, tôi bảo đảm còn có xe hộ tống nữa. Bố Phú Lích cũng không dám đụng đến. Út cười, nàng ngó bà bạn. Chị đừng tưởng tôi không lo được vụ đó đâu. Nhưng tôi nhiều việc quá nên không có thì giờ rảnh. Thôi được, tôi giao cho chị. Bà thiếu tá mặt mũi hớn hở. Thiệt nhé chị, chị đã nhận lời. Út gật đầu. Bà thiếu tá mở liền cái xách tay. Em ký ngay cho bà chị cái sách 1 triệu để xài chơi. Út ngăn lại. Khoan, hôm nay ngày vui mà, chuyện buôn bán mình xếp lại đã. Bà thiếu tá cố nài nỉ. Em biết bà chị không thiếu gì tiền, nhưng cứ cầm cho em tin tưởng. Út cười giòn. Nếu chị không tin được lời hứa của tôi thì mình buôn bán với nhau sao được. Bà thiếu tá vội nói. Ấy chết, em chân thành đề nghị với bà chị, bà chị lại nói dối. Út ra bàn đặt ly rượu. Thôi bây giờ chúng ta ra đánh bài. Bà thiếu tá cứ yên chí, chuyện đó cũng xong rồi. Nàng ngó ra phía đàn ông. Các ông đang tranh luận ráo riết về một vấn đề nào đó. Út đi tới. Các ông nói chuyện gì mà hăng say quá vậy? Một ông tráng hói cười tươi. Chúng tôi đang nói về chuyện tranh cử anh Hoàng kỳ này ra nữa. Út vui vẻ. Thế à, bây giờ tôi mới biết đấy. Người đàn ông tên Hoàng lịch sự. Tôi ra kỳ này mong bà chị giúp cho một phiếu. Một phiếu của tôi thì ăn thua gì, cứ được nửa phiếu của bà chị cũng là quý lắm rồi. Gã nhìn nàng. Tôi còn phải nhờ bà chị nhiều. Phải nói trắng ra rằng nếu không được sự giúp đỡ của người Mỹ thì... Gã bỏ lửng câu nói cười lớn. Đất nước chúng ta đau thương quá rồi. Tôi cũng muốn trong dịp này ra tranh cử, để quả mai có giúp nước được gì không. Mình là người trí thức, không thể khoanh tay ngồi nhìn được. Chỉ một lát sau ông ta trở nên hùng biện. Chúng ta phải có tự do dân chủ, chiến tranh phải chấm dứt ở đất nước đau thương này. Cũng vì vậy mà tôi đã từng vào tù ra khám. Nếu tôi đắc cử, tôi nguyện em hết tâm lực giúp dân giúp nước. Một ông khác nói. Khi ra tranh cử anh đã có hậu thuẫn nào chưa? Ông nghĩ tương lai, đưa một ngón tay lên môi suyệt khẽ. Bí mật. Nhưng ở đây anh em thân tình cả, tôi có thể tiết lộ được. Ông ta yên lặng nhìn mọi người. Thời buổi này không có hậu thuẫn thì ông nội tôi cũng không dám ứng cử. Xong hết rồi, Phật giáo, Công giáo, lao động, vậy là đủ quá rồi. Ông ta lần lượt kể đến sự tiếp xúc của mình với các vị lãnh đạo tôn giáo. Câu chuyện càng lúc càng sôi nổi. Cuối cùng tất cả câu chuyện được kết thúc bằng một canh bạc thâu đêm. Một bà giơ tay che miệng ngáp đứng dậy. Thôi tôi về đây, cháy túi, mất mẹ nó mấy cái đầu quân dịch. Út vào ngủ sau khi tiễn chiếc xe hơi cuối cùng ra cửa. Nàng thiếp đi tới chiều mới tỉnh dậy. Nàng bấm chuông gọi người làm. Con bé ở chạy vào. Có gì cho tao ăn không? Dạ, vẫn để phần cơm bà chủ. À thưa bà, có chị sửa móng tay ngồi chờ bà ở ngoài. Chị ta có đưa một người đàn ông tới. Út ngồi dậy nhíu mắt. Chị ta có nói là đến việc gì không? Dạ không thấy nói. Út vào phòng tắm riêng rửa mặt trang điểm qua loa. Khi Út vừa ra đến cửa phòng, nàng sững người khi thấy gã đàn ông không phải ai xa lạ, mà chính là Hồi Thọt. Sau mấy năm không gặp lại hắn, Út thấy hắn vẫn vậy, diêm dúa một cách quê mùa, bộ quần áo giặt ủi trắng lơm lớp, tóc chải bị giăng tiền bóng lưỡng. Hồi Thọt cũng sững người luống cuống, mồ hôi hắn toát ra xăm xắp trên trán. Hết tập 13. Còn tiếp.